ngày 6 tháng 10, Công an Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tấn Lương 37 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về tội trốn thuế. Đáng nói, Lương cũng đó là người đã gọi nhóm giang hồ tới dây xe công an gây xôn xao dư luận ăn đầu tháng 6 năm 2019. Theo khảo sát, Nguyễn Tấn Lương là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương, trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chuyên về nghề thiết kế. Anh có nhiều dự án công trình về cơ sở hạ tầng tại thành phố Biên Hòa. Từ năm 2012 tới năm 2018, Nguyễn Tấn Lương đã vi phạm pháp luật trốn thuế lệch giá anh một trong những khoản thuế khác. Chính vì vậy, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lương về tội trốn thuế. Nhóm đối tượng người sử dụng bị khởi tố. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng để khảo sát. Nhà chức trách khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lương, Ngô Đình Giang tức Giang 36, 33 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, trú tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Duy Kỷ hay gọi là Tuấn Ngốc, 30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Văn Căn hay gọi là Tý, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, cán bộ cảnh sát 113, để phục vụ công tác khảo sát, xác minh, làm rõ nội dung vi phạm. Nhóm giang hồ chặn xe công an. Theo khảo sát bước đầu, ngày 12 tháng 6, tại nhà hàng quán ăn xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa xảy ra xô xát dẫn đến xích mích giữa hai nhóm của Lương Anh, nhóm Trung tá Đinh Tú Anh, đội trưởng đội cảnh sát trật tự cùng đồng nghiệp đang ăn tại đây. Khi xích mích xảy ra, nhóm Trung tá Tú Anh lên xe ô tô rời khỏi quán thì Lương điện thoại thông minh cho Giang 36 đến đuổi theo. Khi đuổi kịp, nhóm của Lương, Giang sử dụng hai xe ô tô chặn đầu anh, phía sau xe ô tô chở Trung tá Tú Anh đi đồng nghiệp. Công an thành phố Biên Hòa, anh những lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp đến đã xuất hiện tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết và xử lý vụ việc. Công an xuất hiện ở hiện trường. Ngày 21 tháng 6, Công an tỉnh tạm đình chỉ công tác Trung tá Đinh Tú Anh, đội trưởng đội cảnh sát trật tự An Trung tá Nguyễn Quang Trường, đội phó đội cảnh sát 113 đều thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 3 tháng 10, Công an đã tập trung bà Nguyễn Thị Hồng, vợ của Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, để phục vụ việc khảo sát làm rõ thêm hành vi của nhóm giang hồ dây chặn xe ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 12 tháng 6 gây xôn xao dư luận. Trước lúc xảy ra vụ việc, nhóm giang hồ chặn xe công an, số điện thoại thông minh của Nguyễn Tấn Lương 37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, anh số điện thoại thông minh của bà Hồng có nhiều cuộc gọi qua lại nhau nhưng chưa rõ nội dung. Công an chính vì vậy đã tập trung bà này để làm rõ.